một trong những cái trò chơi dân gian ở miền Tây. Trò chơi này gọi là bắn bi phải không mấy đứa? Ở đây là trò chơi này thì có cái mức, ủa sao có cái mức này đó? Có làng anh nhớ đâu có cái mức này? Yeah. Mức kìa có nghĩa là dưới đó là đường chơi lại phải không? Chọi lại. Bị nẻ hả? Ô oh, cái này mức kìa. Ai gần cái mức này nhất thì sẽ là bắn phải không? Ở trò chơi này chơi ăn cái gì? Giết giết ra tiền đi. Đó. Trời ơi. Rồi. Nó bắn ghê quá. Tôi làm gì vậy? Thôi con chết rồi không? Nghe chết đi. Bắn dữ dữ trời. Rồi cuối cùng là còn có hai đứa à. Có nhá thầy. Ủa chơi ăn đạn hay là chơi ăn cái gì? Ăn nẻ. Ăn nẻ, ừ, ăn nẻ đau lắm. Ăn bộ biết gì? Ủa tao bộ luôn. Ăn bộ biết gì? Sao cái viên bi nó đang thui vậy trời? Anh em chơi đi. Vì vậy nữa lại ai? Làm gì vậy? Ủa anh nhớ là ở dưới đây đúng không? Ở dưới mức này là nhất phải không? Nhưng mà gần nhất mức đó nhất phải không? Dạ. Rồi vậy là thằng này nhất rồi phải không? Bắn của A bắn này đây. Ủa hai này nó bồ quên. Để em á. Không đâu đó. Còn bộ. Mất cháu rồi lại, mất cháu rồi lại em ơi. Chồng chết rồi. Rồi trời. Không có nẻ gì, nẻ thay. Nẻ dưới đào lắm. Ở đây tập trung rất là nhiều các bạn. Rồi. Ra ngoài luôn rồi. Bắt ở dưới kìa. Bắn quận rồi. Bắn quận rồi. Bắn. Ui đúng không? Có hai đứa bò. À, có đá. Ở thiện có đá. Có thằng chết kìa. Anh tôi làm gì bộ. Sao nó bắn hay quá vậy? Ở đây là có một bạn đang rồi cao hơn này. Bạn... hay quá rồi cái bạn chắc cao hơn rồi chết ra ngoài luôn rồi. Chiếc này trước nè, bắn cung lợm, bắn này nè ní. Trời ơi chết rồi bắn này nè ní. Trời ơi rồi luôn hay quá một đứa rồi này. Rồi tiêu chết với anh rồi trời ơi trời ơi tiền tải ní ơi tiền tải qua đâu ta. Đây cái bạn đen này đang lên đầu nè. Có nghĩa là đứa nào thua đá trước đúng không? Rồi nhấp này nha. Thế rồi. Rồi hay quá cái này gọi là gì ta quên này. Game nhất luôn rồi. Hả? Giết tao đi. Hết chưa? Giết tao không được đâu. Chí không được, chí thằng này. Hay quá, bạn này bắn hay quá. Hay quá. Rồi, tiêu luôn. Bạn này ní ai? Rồi, bị chim lên là chết rồi đó. Bị điện đải nha ní, điện đải đâu hơi giảm đâu à. Rồi. Ní từ điện đải nhẹ thôi. Ủa sao lên dạo này bắn chỉ là hai lượt đó hả? Một lượt hả? Rồi các bạn kia ra ngoài rồi. Bạn này ở trong mức. Hai em. Bạn này ra ngoài. Hai em bự. Rồi. Chết rồi. Lên trên đi. Rồi ra ngoài luôn rồi. Ra ngoài luôn. Tay tải đi. Rồi. Hay quá. Tiền. Rồi. Nhỏ lên. Tay tải.
rồi cách chơi á thì ai gặp cái mức mạnh nhất á thì người đó được bắn trước, còn không ghi mức á thì ôm khởi như cuối cùng là ngay giữa mức luôn. Còn ra ngoài này thì ở trên cao á thì nó sẽ bắn trước. Đấy, 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 trước rồi như bạn đen này là bắn trước nè. Rồi tiêu rồi. Làm gì? Cái này đi. Bé tinh tải anh mồ. Trời. Anh cũng vậy đó anh thèm. Tiêu rồi. Rồi các bạn bé nhất sẽ trước nè, đó. Đó. Tiếp theo là các bạn thứ hai. Đó. Rồi. Tiếp theo là các bạn thứ ba. Bạn nhất hồi nãy là bé nhất là đấy lên trước rồi. Rồi. Nhất hơn à. Rồi bạn này chúng đâu rồi. Rồi hay quá. Rồi thối. Rồi. Chúng ta bên là thối. Thối là ấy trước không? Thối là trước mà. Nghe thối rồi. Đó, bạn ấy làm thối rồi đi trước. Tiếp theo là các bạn ở lại đó bộ lên đây với tôi là bộ thôi, nó giúp bộ đó. Ồ. Ở đây với tôi là bộ rồi rồi luôn. Vậy là bạn cái áo thôi nghe mày trước nè. Rồi tiếp theo là bạn áo đen đây. Rồi bạn này là gần quá lắm đây không chúng đâu ơi. Rồi các bạn đen hồi nãy sẽ trước các bạn đen ngoài này. Rồi tới các bạn nào ta? Bạn đen rồi tới bạn nào rồi này. Đó, bạn đen đó trước. Đó. Tiếp theo là các bạn giữa cái bạn đen này. Đây. Rồi. Rồi tới bạn đó rồi các bạn kia nãy là ấy. Rồi ok. Rồi. Cái này gọi là gì ta? Hiểu. Hiểu thì làm lại phải không? Rồi bạn này hay quá. Trời ơi bạn bắn như là gì vậy đó? Bắn như một người à. Chim ơi. Rồi sao bắn đen đi? Đen bộ mà bắn gì? Tiêu rồi. Rồi bạn nó nẻ nè. Hai đứa nó bổ nhau nên nó không bắn nhau. Quay nào. Hai đứa tránh nó bổ nhau đó hả? Cô gì? Cô qua. Ngáo đá. Cái này chơi chỉ từng nắc thôi chứ không có được nhiều. Đây, cái bạn tao chót đi trước nè. Đó. Tiếp theo là cái bạn đó. Rồi rồi. Ở đó anh Khoa. Không. Bỏ lên tủ tôi bò nó giết tôi. Hiểu. Rồi tiêu luôn. Rồi. Trong mấy bạn này thì hiện giờ các bạn Đúng rồi. Hai cái bạn đen đều nhất hết rồi kìa. Tại vì bộ với nhau nó giết người rồi. Rồi tiêu. Đen đi rồi đó. Tiêu rồi. Rồi tiêu luôn. Hay quá. Tiền phải. Rồi. Các bạn bị bắn trong một là sẽ đi trước. Ở trên nẻ con sụp đi. Ủa nếu mà ra cái mức này thì sao? Dạ bét luôn. Không này mẫu quy chứ quà. Ra cái mức này thì cũng bét luôn nè các bạn. Rồi. Bốn em. Rồi tiêu luôn. Quá hay. Bấm máy đầu á. Mẹ. Hay quá. Trời ơi, giết hết lượt luôn. Trời ơi. Tiền tải luôn ơi. Trời ơi. Rồi tiêu. Đây là một trò chơi rất là phổ biến ở miền Tây Nam Bộ. Có dịp thì các bạn cứ về chơi. Rồi, cảm ơn các em nha.